Em tạm gọi là apply vào một cái job ở tại F-Shop. Em có biết anh này là ai không? Anh này là anh Hoàng Nam Tiến ạ, là chủ tịch hội đồng quản trị của ESOP. Vậy là anh nghĩ là em đã ghi điểm được, vì theo thống kê của tôi thì 90% các bạn trẻ là nghe tên nhưng mà không biết anh là ai khi nhìn mặt. Ai cho nên là Ở trong CV em có nói là em rất là thích đọc sách. Nói với hội đồng về cuốn sách mà em yêu thích nhất. Cuốn sách em thấy em thích nhất là cuốn Cà phê cùng Tony ạ. Cuốn đấy nó rất là gần gũi và thực tế, gần gũi. Em dễ cảm nhận được các cái cùng ý nghĩa của câu chuyện ở trong đấy ạ. Em ghi rằng là tự nhận là con gái không thông minh bằng con trai. Ok, em sẽ có một câu hỏi liên quan đến trí thông minh hoàn toàn. Theo em thì tại sao các nắp cống đều hình tròn? Bởi vì các nắp cống nó không thể là hình vuông ạ. Cách trả lời này thì nó thể chỉ thể hiện là nhanh nhẹn thôi. Còn bao giờ có em hình dung là tại sao nắp cống lại hình tròn? Thực sự là cái em cũng chưa từng hình dung về nó. Sao cả? Dạ. Về hôm nào em thử nghiên cứu là tại sao. Vâng. Cái này hoàn toàn là liên quan đến toán. Em có hay đi hát karaoke không? Em có, em cũng thích hát nhưng mà em không hát hay cho lắm. À. Em thích hát. Tại vì anh hỏi em thế này thôi. Vì tháng 6 này là sinh nhật anh. Thế nếu anh mời em đến sinh nhật anh thì em sẽ hát bài gì? Đừng nói là bài Happy Birthday là được. Không, em cũng không biết nhiều bài hát lắm. Để mà hát thì... Bây giờ hát thật vậy ạ? Hát chứ. Em chỉ hát một tí thôi. Và em phải lưu ý là đang trên truyền hình đấy. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hand, walking through the night. Cảm ơn em. Anh rất là hy vọng là khi mà em làm đồng nghiệp của anh thì hôm sinh nhật em sẽ hát bài này. Em rất hy vọng là em có thể trở thành đồng nghiệp của anh. Em không tưởng tượng ra anh hỏi thế ạ. Em lúc đấy thì em chỉ biết hát thôi ạ. Mặc dù em hát không là hay, lên sau thì mình có biết mọi người có ném đá không. Bên cạnh việc có thể hát được cho chủ tịch nghe thì em nghĩ vì sao hội đồng nên chọn em? Tự em cảm nhận thấy em một người nhanh nhẹn và em có thể tập trung, có tập trung và làm việc và nhiệt huyết với công việc mà mình sẽ được làm ạ. Nếu chỉ tập trung và nhiệt huyết thì ai cũng có thể làm và làm bất kỳ việc gì. Em có phải là kỹ sư giỏi nhất để anh Tiến chọn không? Em nghĩ là không ạ. Nhưng mà để mà kiên trì và ham học hỏi ạ, thì em nghĩ là mình cũng có cái tố chất đấy. Anh báo cho em một tin xấu là tỷ lệ các bạn mà làm lập trình mà lại là nữ thì khả năng ế chồng là rất lớn. Không, đây là nghiêm túc. Nhưng mà em đang có người yêu rồi. Chưa có, không đảm bảo được điều nghĩa là cái đỉnh cao nhất của nghề này mà em có thể hình dung ra được trong cuộc đời mình là gì? Em muốn mình có thể trở thành một cái người mà có thể vừa biết về cái lĩnh vực của mình và vừa có thể truyền tải được cho người khác, vừa có thể hướng dẫn được cho cả người khác nữa. Em đặt mục tiêu bao lâu thì sẽ đạt được điều đấy? Theo em thì là phải ít nhất phải là 5 năm. Phải 5 năm, vâng ạ. Bởi vì em còn, bởi vì năm nay em mới là sinh viên năm 3 và em còn phải ra trường để trải nghiệm nữa. Bây giờ thì các thành viên của hội đồng sẽ cùng nhau đưa ra quyết định và em cũng sẽ được biết cái quyết định đó. Xin mời. Em cảm ơn anh chị ạ. Anh không biết là hai anh chị này chọn em đâu. Anh quyết định là chọn em bởi là vì cứu. Em là người nữ duy nhất lọt được vào vòng này. Đấy là đã điều vô cùng khó khăn rồi. Tất nhiên không phân biệt nam nữ, nhưng mà quả thật là lọt được vào vòng, nữ vào lọt được vào vòng này đã rất khó rồi. Tôi thì hoàn toàn tưởng là hai bạn sẽ bỏ phiếu trắng. Cho nên là nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc. Tức là kiểu thấy Dương hỏi rất là chuyên nghiệp, xong rồi hỏi toàn câu hỏi khó. Dương nghĩ sao? Tức là mình hơi tò mò về cái quá trình mà bạn theo dõi cái bạn Giang này. Thực ra thì Dương nghĩ là đấy, đúng như là Dương chia sẻ với em ấy, tức là một cô gái vui vẻ thì sẽ tìm ra cách để giải quyết những cái bài toán khó. Một trong những điểm mà anh Tiến muốn theo đuổi đó là cái sự đa dạng trong cái sự đa dạng cái cộng đồng của mình. Và nếu như đặt một yếu tố mới vào, và yếu tố này là yếu tố tích cực chứ không phải là ấy, thì tôi nghĩ là cũng biết đâu chúng ta lại đang tạo một sự thay đổi cần thiết.